Nguyên và Mạnh Tiến xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay với nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị và bổ ích. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và làm việc thật hiệu quả. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với toàn cảnh ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tây Ninh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất thực phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn Pandovina. Dự án nhà máy sản xuất thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Pandovina sẽ được xây dựng tại khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích đất sử dụng hơn 32.000 m², tổng vốn đầu tư của dự án là 363 tỷ 630 triệu đồng, tương đương 15 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn để đầu tư. Giai đoạn 1 xây dựng cơ bản từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2026. Đây là dự án thứ hai của công ty trách nhiệm hữu hạn Pandovina tại Tây Ninh. 우리 팔도비나 떠 있는 공장은 Nhà máy của chúng tôi hiện tại đặt tại khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng. Nhà máy đang có một dây chuyền sản xuất mì gói và một dây chuyền sản xuất nước Bolero. Chúng tôi cũng hứa là sẽ cố gắng phát triển hơn và tạo ra điều kiện việc làm tốt cho người dân và sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh. Quý vị thân mến, chốt dân quân thường trực ấp Hòa Lợi, xã biên giới Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, mà người dân thường gọi là chốt cây me, là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền trong năm 2023. Nơi đây, các chiến sĩ sao vuông ngày đêm bám trụ, góp phần cùng các đơn vị chính quyền địa phương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn. Đơn vị chốt dân quân cây me thường xuyên luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chốt, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chiến đấu, kỹ thuật, chiến thuật quân sự để khi có tình huống không bị động bất ngờ, phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an thực hiện việc tuần tra biên giới, đồng thời tăng gia sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện bữa ăn hàng ngày cho anh em chiến sĩ. Thực hiện theo kế hoạch, phối hợp 3 lực lượng quân sự, biên phòng, công an thường xuyên tuần tra tuyến đường, sông và đường bộ, kiểm tra các cột mốc, chốt quản lý và các cột mốc phụ trên địa bàn của chốt. Thì chốt luôn được sự quan tâm của các cấp trên cũng như sự quan tâm trực tiếp của đảng ủy, ủy ban dân xã, luôn tạo điều kiện kịp thời, tạo điều kiện mọi mặt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Những năm qua, chốt được sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo địa phương đầu tư kinh phí, xây dựng, củng cố, chỉnh trang các hạng mục công trình, cảnh quan môi trường, trang thiết bị, cơ sở vật chất, công tác tăng gia sản xuất. Trong cái thời gian qua thì được sự quan tâm trực tiếp của Ban Chỉ huy sư huyện và đảng ủy, ủy ban dân xã thì có quan tâm tạo điều kiện là xây lại cái chốt cho chốt cây me. Và đồng thời xây các công sự đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Thì trong thời gian qua cũng như 6 tháng đầu năm thì cái tình hình trên biên giới luôn được giữ vững, không có trường hợp gì xảy ra trên biên giới. Bà con an tâm sản xuất. Ngoài ra từ khi chốt được thành lập, người dân khu vực xung quanh chốt an tâm sinh sống và sản xuất. Ở gần ở chốt bảo vệ của biên giới này thì thấy cũng an tâm, với hơn nữa tôi anh em đây là cũng kết hợp rằng có những cái thông tin gì ở biên giới này là cũng liên kết với nhau, tức là để bảo vệ dân chắc ở biên giới này. Được biết cuối năm 2023, chốt chiến đấu dân quân thường trực cây me tham gia hội thi chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền đạt giải nhì cấp tỉnh, giải ba cấp quân khu. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tập thể chiến sĩ quân dân chốt cây me để anh em càng thêm cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên biên giới quê hương. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo đó, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai công trình dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Lăng Vua Tự Đức phần còn lại với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Lăng Vua Tự Đức phần còn lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt gồm các hạng mục Điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường, Ôn Khiêm Đường, La Thành, Cổng Vũ Khiêm, Bình Phong, Trước Vũ Khiêm và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 10 năm 2027. Lăng Tự Đức hay còn gọi là Khiêm Lăng được xây dựng vào năm 1864, tọa lạc tại làng Dương Xuân Thượng, tổng cư chánh cũ, nay là thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Với lối kiến trúc độc đáo, quần thể di tích kiến trúc lăng mộ của vua Tự Đức, vị hoàng đế thứ tư của triều Nguyễn, trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách. Bộ Công an đang dự thảo nghị định quy định về đấu giá biển số xe, trong đó Bộ đề xuất bổ sung thêm nội dung đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy. Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân bên cạnh hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay, đưa thêm sự lựa chọn cho người dân đáp ứng nhu cầu của xã hội. Theo dự thảo, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng. Dự thảo nêu rõ, biển số xe trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Thủ tục đăng ký biển số xe trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký xe. Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 30.000 trẻ sinh non, nhẹ cân, không được bú mẹ trực tiếp. Cứ 10 trẻ, chỉ có gần 5 trẻ em được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Và chỉ 2 trẻ được bú mẹ đến 24 tháng tuổi. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nuôi con bằng sữa mẹ và phát động sáng kiến dinh dưỡng đủ đầy vừa diễn ra tại Hà Nội. Các chuyên gia phân tích nuôi con bằng sữa mẹ sẽ góp phần giảm thiểu khí thải carbon và mang lại tác động tích cực cho môi trường, bởi vì 1 kg sữa công thức tạo ra khoảng từ 11 cho đến 14 kg khí thải nhà kính và sử dụng hơn 5.000 lít nước trong suốt vòng đời sản phẩm. Hiện nay chưa có các đánh giá đủ mạnh về sự can thiệp để bảo vệ và nuôi con bằng sữa mẹ. Đánh giá của Viện Dinh dưỡng thì cũng tùy theo vùng miền, cũng tùy theo đối tượng mà cái tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ đạt đến tỷ lệ khác nhau. Nhưng mà hiện nay thì ở một số vùng thì cái tỷ lệ đó không được cao. Cái tỷ lệ đó cũng chưa đạt được cái nhu cầu, yêu cầu chăm sóc bà mẹ cũng như trẻ em trong cái 1.000 ngày đầu đời. Chúng tôi sát cánh cùng các đối tác chính phủ trong việc xây dựng chiến lược dinh dưỡng quốc gia và gần đây đã hỗ trợ Viện Dinh dưỡng Quốc gia trong việc xây dựng hướng dẫn kỹ thuật để triển khai mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng cộng đồng, bao gồm các can thiệp giáo dục và phục hồi dinh dưỡng cho trẻ trên toàn quốc, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi từ hơn 30% vào năm 2018 xuống còn 24% vào năm 2022 tại 29 huyện. Theo Bộ Y tế, Việt Nam vẫn phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng trẻ em. Đó là tình trạng tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn ở mức cao, gia tăng thừa cân béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi thuộc khu vực đô thị và nông thôn, thiếu hụt vi chất ở trẻ em ở nhiều địa bàn trên cả nước. Với chủ đề thu hẹp khoảng cách hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ, chủ đề của tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm nay nhằm kết nối vòng tay yêu thương, tập trung đẩy mạnh hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ để giảm bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Ngày 5 tháng 8, Bộ Du lịch Mexico cho biết nước này đã đón khoảng 12 triệu lượt khách du lịch quốc tế bằng đường hàng không trong nửa đầu năm nay, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 18% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Theo Bộ Du lịch Mexico, Mỹ, Canada và Colombia tiếp tục là ba thị trường đóng góp lượng du khách lớn nhất cho Mexico với hơn 1,5
với hơn 9,5 triệu lượt người, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Mỹ đã có hơn 7,6 triệu lượt du khách. Theo số liệu của Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico, du lịch phát triển cũng đã hạ phả hơi nóng vào các lĩnh vực kinh tế liên quan, giúp đem lại mức tăng trưởng 7,4% trong quý 1 năm nay. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, hiện tượng tan chảy gần đây của sông băng trên dãy Andes là chưa từng có trong lịch sử. Phát hiện này khiến các nhà khoa học sửng sốt về sự tác động của biến đổi khí hậu. Sông băng tan chảy khiến các đá axit bị lộ ra lần đầu tiên sau hàng thế kỷ. Nhóm các nhà khoa học đã xác định niên đại bàn carbon của lớp đá nền mới lộ ra do sông băng rút lui bằng cách đo nồng độ hạt nhân. Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu tại 4 sông băng trên khắp dãy Andes, nơi chiếm 99% lượng băng của các sông băng nhiệt đới trên thế giới. Những sông băng này dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết vì chúng luôn ở gần điểm đóng băng. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Đây là nội dung trong Nghị định số 72 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh rất phấn khởi với chính sách này. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngay sau đây. Siêu thị Co-op Mart Tây Ninh hiện đang kinh doanh các mặt hàng như thực phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, đồ gia dụng, đồ may mặc. Với quy mô kinh doanh lớn, việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% rất có lợi cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, có thêm nguồn tài chính để chuẩn bị nguồn hàng, cân đối giá cả sản phẩm, thu hút khách hàng. Khi mà giảm thuế giá trị gia tăng, giá đầu vào nó sẽ giảm, dẫn đến là giá sản phẩm sẽ giảm cho được kích thích người tiêu dùng tham gia mua sắm nhiều hơn, doanh nghiệp có thể tăng được doanh số. Theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế gồm bất động sản, chứng khoán, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, sản phẩm hóa chất, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Là doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng về yến sào, bà Lý Đàm Mai Loan rất phấn khởi khi vừa qua nhận được thông tin giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%. Việc giảm thuế giá trị gia tăng đã thực sự tạo ra những điều kiện thuận lợi để kinh doanh. Hiện nay thì nền kinh tế cũng đã có những cái dấu hiệu nó khởi sắc hơn và ngành thuế cũng vẫn lại tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong cái việc mà hỗ trợ thuế giá trị gia tăng như thế này, thì doanh nghiệp chúng tôi cảm thấy là mình được tiếp thêm những cái nguồn năng lượng và để khôi phục sản xuất nó ngày một tốt hơn. Việc áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được áp dụng chung cho các tổ chức cá nhân, không phân biệt quy mô doanh nghiệp. Chính sách có tác dụng kép, vừa giúp giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó làm tăng sức mua, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Liên tục chương trình Tây Ninh ngày mới sáng nay, mời quý vị hãy cùng xem gì hôm nay, điểm qua các chuyên mục nổi bật sẽ được phát trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Rịa có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài gần 19 km thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Địa bàn đồn phụ trách tương đối bằng phẳng và có nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nội và ngoại biên tương đối phức tạp, nổi lên là tình trạng trộm cắp tài sản, tội phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng nhỏ lẻ chất ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là buôn lậu vàng, pháo nổ và thuốc lá điếu trái phép ngày càng tinh vi. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp trong những tháng đầu năm 2024, đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệt đã đạt được một số kết quả đáng kể trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Chi tiết nội dung này sẽ có trong chuyên mục phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại phát sóng trên TTV11 lúc 6 giờ 50 phút hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2024. Kính mời quý khán giả đón xem. Là một nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc, nền văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm rất nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á.
Nền văn hóa này hiện còn lưu giữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Tuy đã trải qua nhiều biến động của thời gian, nhưng người Chăm vẫn giữ được những giá trị văn hóa mà người xưa để lại. Hơn nữa, Đảng và Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm. Bởi việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Chăm không chỉ đảm bảo quyền tự do văn hóa và quyền đa dạng văn hóa cho người dân Chăm, mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng, đa văn hóa và đoàn kết. Mời quý vị đón xem chi tiết trong phóng sự Giữ gìn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Chăm phát lúc 16 giờ 50 phút thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2024 trên kênh TTV11 và các hạ tần số của đài. Quý khán giả thân mến, bên cạnh những thông tin thời sự, trong ngày hôm nay, TTV11 sẽ mang đến cho quý vị những chương trình giải trí hấp dẫn. Bây giờ, quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Từ những bài học đầu tiên cho đến khi thuần nhuyễn mới được lên thuyền cởi sóng vượt trùng dương, được quăng mẻ lưới khi đón trúng đàn cá lội theo luồng, là niềm kiêu hãnh của những cậu con trai xứ biển. Hành trình chinh phục biển khơi của cha ông và đủ sức đối đầu cùng biển cả, làm trụ cột của gia đình để ông cha hưởng niềm an lạc. Đây là bức thư của mẹ em đã đưa cho em trước khi em lấy chồng. Con gái, con đọc lớn lên cho ba với mẹ nghe đi. Tình yêu chính là hương vị làm cho cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Mời quý khán giả đón xem tập phim Dược chất thần kỳ trong series phim ngắn Hạt giống tâm hồn sẽ được phát sóng vào lúc 14 giờ 45 phút hôm nay. Da cuối ngón tay bị gọt đi, mất dấu vân tay. Da cuối ngón tay bị gọt đi, mất dấu vân tay. Thủ phạm cố ý phá dấu vân tay để không tìm được thân phận sao? Dân, nếu không có mục đích đó thì chẳng ai ra tay tàn nhẫn vậy hết. Sát nhân xóa mọi dấu vết vụ án Hồng thoát tội. Mời quý vị khán giả đón xem tập 21 của bộ phim truyện Hàn Quốc Thiên tài phá án được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút hôm nay. Các bạn đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi trong chương trình đồng hành cùng Phim Giờ Vàng sau mỗi tập phim. Sinh năm 1989, được khán giả biết đến là một gương mặt diễn viên xinh đẹp, cá tính của điện ảnh Việt Nam. Với khả năng hóa thân vào được nhiều nhân vật khác nhau, từ hiền diệu đến đanh đá. Xấu y chang. Nghệ sĩ Tường Vi sở hữu ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Cá Rô, Em Yêu Anh, Tóc Rối, Cô Thắm Về Làng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu được phát vào lúc 21 giờ 35 phút hôm nay để cùng MC Cát Tường đến với những chia sẻ về những vui buồn trên chặng đường nghệ thuật đầy chông gai của nghệ sĩ Tường Vi. Bảo hiểm xã hội năm 2014 á, thì để mà được hưởng cái trợ cấp khi mà lao động đồng nữ sinh con thì sẽ có những quy định bắt buộc như sau. Thứ nhất là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc là khi nhận con nuôi. Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Có nhiều thông tin cho rằng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trợ cấp từ chế độ thai sản sẽ tăng lên. Mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Pháp luật và đời sống phát sóng lúc 7 giờ 40 phút hôm nay trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh để cùng tìm hiểu về chủ đề có phải lao động nữ sinh con sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 được thêm tiền trợ cấp. Thưa quý vị, Euro 2024 chính là nỗi đau của Ronaldo khi không có được phong độ tốt, nhưng nỗi buồn nào cũng sẽ qua và Ronaldo đã nhanh chóng quên đi Euro 2024. Anh mới nhờ lại tập luyện cùng các đồng đội ở Al Nassr để chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025. Ronaldo đăng tải những hình ảnh bản thân tập luyện trên trang Instagram cá nhân. Tiền đạo sinh năm 1985 lộ rõ vẻ hào hứng cũng như thể hiện quyết tâm rất cao để hướng đến những danh hiệu lớn. CR7 vẫn là chân sút cự phách tại Saudi Pro League. Như vào mùa giải 2023-2024, Ronaldo trở thành vua phá lưới với 35 lần chọc thủng lưới các đối thủ. Từ khi đến với Al Nassr, Ronaldo vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào. Đây là niềm trăn trở lớn của CR7 bởi trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn rất giỏi chinh phục danh hiệu.
Ronaldo và Messi đều đang đến gần cột mốc 1.000 bàn thắng, nhưng họ phải mất bao lâu để đạt được kỳ tích này? Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều là những tay săn bàn vĩ đại trong lịch sử bóng đá, nhưng họ đều đã ở độ tuổi sắp treo giày và cả hai đều cách không xa cột mốc 1.000 bàn thắng. Messi còn cách 162 bàn thắng nữa để trở thành chủ nhân của cột mốc 1.000 bàn thắng. Môi trường bóng đá tại Mỹ có thể giúp Messi tiếp tục nâng cao số bàn thắng do trình độ của đối thủ không quá lớn như ở châu Âu. Cũng không kém Messi, Ronaldo đã ghi 50 bàn trong 51 trận ở mọi đấu trường mùa 2023-2024. Để có thêm 105 bàn nhằm chạm mốc 1.000 bàn thắng, Ronaldo cần duy trì tần suất đó trong khoảng 2 mùa tới để anh hoàn thành mục tiêu. Như vậy, Ronaldo cũng có thể đạt mốc 1.000 bàn thắng ở tuổi 41. Minh Lam kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tây Ninh ngày mới. Thưa quý khán giả, theo Đài khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 34 độ C. Và mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0.60 cho đến 0.65 mét. Thưa quý khán giả, sau khi dùng trà túi lọc, nhiều người thường vứt bỏ túi ba trà mà không biết rằng chúng vẫn còn giá trị sử dụng. Hãy cùng Tây Ninh ngày mới tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị có thể thêm vài giọt tinh dầu yêu thích vào túi trà lọc đã qua sử dụng và treo chúng trong nhà, văn phòng hoặc thậm chí là ô tô. Chúng sẽ có tác dụng như một chất thanh lọc không khí hoàn hảo, giúp cho căn phòng trở nên thông thoáng và thơm tho hơn. Một điều đặc biệt khi trà túi lọc đã dùng, giúp quý vị có thể làm dịu vết bầm tím và các vết xước nhỏ. Theo một nghiên cứu và đã được chứng minh, chất tannin và caffeine trong trà có tác dụng làm co mạch máu. Các vết bầm tím xuất hiện là do mao mạch dưới da bị vỡ. Khi quý vị đặt túi lọc trà lên vết bầm, các mao mạch dưới da sẽ co lại, giúp vết bầm nhanh tan hơn. Thao tác này cũng có thể áp dụng với các vết xước nhỏ để làm máu đông nhanh hơn. Và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.